Thôi con muốn gia đình ăn chứ con đâu có dùng đâu. Dạ. Gia đình con ăn tương chao tàu hủ với cà xào. Cô xào hả? Dạ. Vui hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sau một gần một tiếng thôi thì hái được nhiêu đây rau muống nè. Rau muống này thì là rau muống ở dưới sông. Và đây là một bữa cơm trưa của gia đình. Hôm nay thì ăn với gì hả cô Tư ha? Rau muống này làm gì? Sao mỡ. Cho chú hồi. Dạ được rồi. Sao mỡ với lại cái này nè. Cá sặc bổi chiên. Cái này là mình không có tủ lạnh nên thành thử là mình phải phơi nắng nha cô. Đúng mình, rồi. Mình phải phơi sơ sơ lại. Sợ nó hư. Dạ. Đây là cái này là cô Tư làm á hả? Dạ. Cô Tư hay là cô Ba? Cô làm á. Cô Tư làm. Này nước mắm chấm cá. Nước. Cá muối bà. Ủa, này là mình để nước mắm chưa? Chấm với khô này nè. Dạ, này nước muối đúng không? Cái đó là giấm á. Giấm á chú, này mắm chua. Cái này chấm với cái này. Giấm để chấm khô. Nhưng mà ở trong này có nước mắm không? Dạ. Không. Không có nước mắm. Cô là nó mặn rồi, cái này chú làm như chén nước mắm me á. Không, cô này nó không có mặn. Thì chú chấm cũng được. Không mặn thì chú mình chế nước mắm thêm. Dạ. Ở nhà mình nấu cơm là bằng cơm điện hay là cơm này hả? Cơm này. À, chứ không có nấu cơm điện hả cô? Dạ không. À, con tưởng đâu là có điện nấu cơm điện chứ. Rồi mình không có bếp ga to luôn hả? Không có bếp ga bự. Có cái này một. Có cái bình ga thôi, không có bếp. Có bình ga thôi, không có bếp hả? Có cái bình đó. Bếp không dám nấu đâu chú ơi. Sao ạ cô? Sợ lắm. Cô biết giận đi. Anh biết là hai mẹ con là hai ngày nay mới được nói chuyện nhau á. Ở lâu lắm rồi nhưng mà hai mẹ con là hai ngày nay nói chuyện nhau vui vẻ nha. Sao hai mẹ con giận nhau hả? Giận. Hai mẹ con giận nhau mấy năm trời rồi. Đây là Hương là con của cô Tư. Bây giờ hết giận chưa? Tối tâm sự khóc nhiều không? Hết rồi, hết giận. Tối nói chuyện vui vậy. Nói sao? Dạ. Nói sao? Nói chuyện bình thường mà nói chuyện cười với nhau. Mẹ cười quá trời. Mẹ. Em có gia đình chưa? Dạ em có bé, con em. Hai mẹ con ở gần đây mà giận lâu vậy? Dạ ở xa, mới về đây à. Vì hoàn cảnh chú ơi. Hoàn cảnh nó đẩy đưa. Có chia sẻ trên clip. Dạ. May một cái anh Hồ giúp đỡ cho nên hai mẹ con mới tránh nói được nha, chứ nếu không à, không ấy là nghỉ nói chuyện luôn rồi. Chị... Đúng không cô Tân? Dạ đúng rồi. Cũng lâu rồi, cũng 1-2 năm gì vậy? Năm mấy gì? Đây là khô sạch ngon không cô bác chị? Này là của anh Nhiêu mua của Bùi Hồ gửi tặng 8 hộ 8 ký. Bữa nay chuyện hết 4 con là hên ký rồi. Có gì đâu chú ơi. Thôi con muốn gia đình ăn chứ con đâu có dùng đâu. Dạ. Gia đình con ăn tương chao tàu hủ với cà xào. Ừ. Sáng bữa nay đâu tốn tiền đâu. Dạ. Hồi bữa cũng đâu có ăn bữa sáng đâu anh. Cái chiều tối nha. Rồi nhiêu tàu sáng sao không ăn? Tàu được rồi đó cho mấy anh ăn đi. Không không, cô nhà cô ăn á. Tại vì gia đình là không có ăn cơm chung anh. Là nấu cơm ra xong để vậy ít ăn cơm chung lắm. Dạ. Anh mà không xuống mà cũng không ăn tới chiều nữa. Dạ hả? Rửa đi. Rửa con rồi đói sao chịu nổi? Này chịu ăn đi. Không thấy đói. Đói thì nó ăn mì, ăn này ăn kia vậy chú. Là một ăn một bữa thôi. Dạ. Mì ăn này. Ăn khi tới chiều. Okay. Sáng là không ăn sáng luôn. Chú Hồ ở đây chơi chú Hồ với dạ. Chú Lộc. Dạ. Qua đây uống thuốc thôi chú cậu quá trời. Dạ cô Ba giờ khỏe. Quá trời chú Hồ hôm qua đây cái nó bệnh mấy ngày nay rồi đó. Anh uống nước. Dạ. Để chơi nghe chú Hồ. Dạ cô Ba giờ khỏe ha. Nhiều cái hút luôn chú. Dạ. Đậu quá là chú ơi. Để em lấy cho anh ngồi. Cho anh ngồi. Để mấy anh đưa cho anh ngồi. Dạ dạ. Để đó ăn chút con ăn mì. Thấy ngon không anh một đồng? Dục con này sắn đi tuốt mấy luôn. Dục con phải cái kinh khác hả? Dạ anh một đồng. Dạ. Cái gì dây hoài vậy? Ừ, ra đây với châu chân rồi bác thì sạch rồi. Là bình thường là cô Tư không có ăn buổi sáng hả? Dạ, mà này mà chú biết con mằng vòng vòng rồi cái đầu rồi tới trưa, tới 10 giờ, 11 giờ. Ôi cô Tư con tự chợt suy nghĩ ra gì nè. Sao mình không về Long Xuyên á, mình ở trọ với con mình, cái mình bán vé số rồi con mình đi học nghề. Đưa lấy cái đùm đi sao? À, bán vé số ai giữ ổng? Không có đi được. Ờ. Giữ ổng giờ ổng bị tai biến hồi lúc đó. Thì ổng chưa có bị á thì chú Tư đi đâu cũng đi vẫn đi được. Dạ. Bị ổng giờ ghe đồ chạy máy đồ được. Dạ. Còn bây giờ ổng nằm dỗ đâu có làm được.
bớt ra chỗ luôn vậy đó. Ngày nào mà ẩn mắt nữa thì mình đổ đó bỏ thì con bùm khác luôn. Bây giờ có ổng đây rồi. Ổng bán nét rồi đó. Có tên năm bao nhiêu rồi con quên rồi. 57. Ổng 58. Cô Tư chưa có lớn tuổi lắm mà thấy sức khỏe yếu hơn so với những người đồng tuổi. Đúng vậy chú ơi, lúc đó tôi cũng bị áp xe phổi á chú hồ. Tôi thời gian cũng đi lên bệnh viện lên tiên người ta cũng miễn phí. Tới giờ ngồi nó cũng đau hoài, ngồi đau cái này. Ngồi đâu cũng đau. Bụng nước mấy tiếng hồ tới giờ. Chứ cũng không có sức khỏe gì đâu. Không biết chết chỗ nào cũng ghe được. Thường là nguyên gia đình là mình ăn mỗi ngày nhiêu tiền? Nguyên gia đình hả? Nhiều khi nó không có ai ở đây cho tụ lỡ chứ. Nấu nồi cơm gì đó. Rồi có gì ăn lấy cũng có đâu. Người bới một chén ăn cũng có đâu. Dạ. Như không có người đâu. Nhiều khi cha anh Thánh đi làm hồ thì nó ăn đâu bên bệnh à. Rồi nhỏ này cũng ở kia cũng ăn kia. Ở đây là vừa cái chỗ ngủ mà vừa là cái bếp luôn luôn hả? Dạ. Vừa là phòng khách luôn. Có nghĩa là gom gọn lại trong nhiêu đây à? Tối là trái này em đang ngủ. Em ngủ đâu? Con em ngủ trên đó, em ngủ dưới đây. À, em ngủ với lại mẹ. Chào luôn đi mẹ. Mà đâu có ngủ với mẹ đâu. Tối đã đặt người đổ nó vô. Cô Tư, Hương hát hay quá. Nãy lên hát cho anh em tụi con nghe mấy bài luôn kìa. Ai biết đâu chú ơi. Không biết. Hát qua cả con bê xuồng hết mệt luôn. Qua đập bỏ nội mà hát tới giờ không biết. Không ở gần nhau rồi nó hát hồi rồi mình không có biết đâu. À, con hỏi thiệt cô Tư là ngày xưa là Hương đến 10 tuổi là Hương ở quê cô ở đây. Dạ. Đúng không? Rồi sau đó là Hương lên đây là Hương ở đâu? Đây, ban đầu cũng ở đây. Ở đây. Lúc đầu em ở đây luôn hả? Nó với mẹ luôn mà. Nó đi với thằng đó đó mà mất. Chỉ có em đi ra ngoài mới đi đó. Tới giờ. Em mới đi 2 năm 3 năm nay. Nhưng mà 2 năm trước là anh đi lại đây anh không gặp em cũng đâu biết anh đúng không? À, lúc anh lại đây gặp hồi là em đi làm. Đi làm. Em làm công ty, làm, em làm công ty mai bên đây. À. Là vẫn còn ở đây. Nó ở đây. Nhưng mà em đi làm đúng không? Dạ. Ừ. Nên là nữa 2 năm con ghé cách đây 3 năm rồi. Dạ. Nhưng mà đâu biết Hương đâu. Có về có nghe mẹ nói xuống quay được. Nó đi làm. Lúc đó anh Phong đồ quay cũng không có gặp em tại em có đi làm. Ừ. Dạ. Công ty. Còn em mới đi ra ngoài 3 năm nay. Là làm ở Bình Dương hả? Dạ. Ra Bình Dương đúng không? Dạ. Đang không biết chữ mình công ty gì vậy, không biết chỗ nói. Chị chồng em đâu? Chồng em mất rồi. Mất rồi. Mất bị Covid. Ủa vậy hồ mấy năm nay em mới quay lại đây hả? Ừ. Trước đây em cũng có quay lại một thời gian nữa rồi sau đó là hơn năm em mới quay lại. Có nghĩa là lần này là lần thứ 3 mà cách nhau cũng khá xa. Dạ hơn năm rồi đó. Dạ. Năm đầu năm trước đó chú. Đó, con có ghé không? Mỗi năm con dạ, có ghé một lần. Nó vừa nè mấy. Với cái chú gì nữa? Chú gì? Cái chú gì nó chán chào tên nè. Đâu quên tên chú đó hoài nha mấy nè. Lê Nguyễn. Dạ đúng rồi. Dạ. Lê Nguyễn có xuống trong cái hồ mấy lần. Ờ tối nay là hai mẹ con ngủ chung được rồi. Cô Tư. Ngủ riêng á. Ngủ chung mà đâu ngủ được. Bị có ổng. Chặt chỗ quá không có ngủ chung được. À. Có ổng á chứ không ngủ được. Nhưng mà Hương là đi qua làm quen rồi, ở công ty quen là nữ là khi mà ở trọ thì nó cũng đỡ bỡ ngỡ đúng không? Dạ. Ở đây nè, chỉ có 3 năm nay em đi ra ngoài ở mà ở trọ thôi. Ừ. Lúc đó em đi làm mà tối em mới về. Tới tối luôn hả? Dạ, tăng ca tới 9 giờ, 8 giờ rưỡi mà 9 giờ mới về tới nhà. Lúc đó là lương được nhiều không? Lương có 5 triệu mấy là tăng ca luôn rồi cũng 6-7 triệu. Dạ. Nước lên gì là sợ chịu không nổi. Nhiều quá chịu không nổi. Còn nước rút xuống anh là nó sẽ chịu ở trên đất nên là nước là bình thường. Nước đang gồng rồi. Ở đây chú khi nào sao? Mà đợt à, có nghĩa là ăn cơm không có đông đủ á, là ăn đông đủ sợ sập nhà. đúng không như con. Ồ chiên ngon quá, cô chiên khéo quá kìa. Khéo hả? Dạ đúng rồi, chiên khéo quá. Nhìn mà thì rất là rành trên đó. Dạ. Bé Hương xào được không? Dạ được. Xào cho cô đi. Cà phốt xào luôn đi. Em xào thay cô Út đi. Cô Út làm ngon em. Để Út làm này đi rồi trụng vô đây chứ lại xào. Lấy được. À, cô Út giỏi quá kìa. Cô Út nấu ăn ngon lắm. Dạ hả? Ngồi này bớt thì người ta cũng chung người miền Tây mà nấu cái gì đó. Bài món ra cái món nào mình dọn chén ăn cho nó vừa miệng hết. Không, em không có, em với anh Đồng là sáng ăn sáng rồi.
là muốn cho gia đình mình ăn thôi. Dùng trái cơm đi. Dạ. Thử cho biết. Coi cô Út chiên ngon không hả? Dạ. Mời anh nữa kìa. Mời hết anh ấy lại dùng cơm luôn. Ở miền Tây chú ý gì em. Bây giờ có việc cho nên tôi đi rồi. Hôm bữa nay nó hỏi vậy chứ mày không có thời gian chạy qua. Cho nên chạy qua thử rồi cái gì mai mốt có thể tôi chở qua rồi cho nhân viên nó chở qua. Dạ. Có khi anh xuống lần sau không gặp mấy đúng rồi, cũng có duyên gặp một hồi. Anh xuống lần sau là không có gặp bé Hương nè. Bé Hương ngày mai này về lại miền Tây á. Hôm nay thì cũng có được một anh ở Sài Gòn ghé qua thăm gia đình. Phải lặn lội bên kia kiếm địa chỉ khó lắm. Được tính thì cũng ở Sài Gòn này ha, mà đến đây thăm gia đình thì xem qua các clip đó thì thấy cũng vui ha. Cái bè nhà bè này nó nhỏ lắm. Cái nơi này nó vừa là nơi ngủ nghỉ, nơi nhà bếp, nơi sinh hoạt và thậm chí là cái nơi mà để mà có thể dễ gặp gỡ nhau nhất. Tại vì đa số là ghe hết chỉ có ngôi nhà này giống như là một cái nơi sinh hoạt tổng hợp của các hộ gia đình còn lại á. Đúng rồi. Nếu ai muốn nói chuyện là qua bên nhà mẹ em hết. Ai có mà buồn giận gì thì qua đây giải quyết. Dạ. Đúng không cô Tân? Ai có buồn giận gì hợp đồ xuống là thường chú ơi là xuống đây không mà bị đâu có đi qua ai lại được. Dạ đi khó lắm mà thậm chí là cái vạt hai anh em mình ngồi lên là cũng sợ á. Ai nói này giống bột á. Ai chú xuống anh đồng trong nước miền Tây. Bây giờ mới ăn rồi, bây giờ con ăn nữa sao hết. Trời ơi, con Út con ăn miếng cơm à. Dạ. Hôm nay ăn nữa sao hết. Hôm nay là muốn gia đình ngồi mẹ thêm đũa để chia sẻ hình ảnh này thôi. Thêm hai đôi nữa. Khô với cái chén đũa ấy mình ăn cũng được, mình ăn. Với con muốn xào mỡ là chung vui với nhau chú ơi chứ. Nếu chú ăn rồi biết ăn rồi nhưng mà cô ba là biết cái món là chấm tức thượng không? Ở Campuchia biết. Cô Tư biết đúng không? Biết. Là cái gì? Cái món chấm tức thượng nó cũng ngon lắm. Ngon lắm. Trên miên này là cô biết cái đâu mà ở miền Tây mày hỏi bài làm gì trên miên mình có chút xíu chứ sao biết. Thế thì con hỏi cái gì đó. Cô ba ơi, cô Tư ơi. Là hôm trước là dự định là mua cho cô Tư chiếc ghe á. Thì nếu như được thì cô Tư có chịu không mua ghe mà về quê cắt nhà cô Tư chịu không? Về quê không thêm, có ghe làm sao chạy được. Thêm tiền về quê cắt nhà chở nguyên vậy nguyên gia đình cô về quê luôn. Thì về quê thì cũng được mà như ở đây mà cần chiếc ghe ở trước đó chú. Còn nữa mình dọn đồ được cũng được. Đi cô tại vì mua chiếc ghe là hết tiền cắt nhà. Cũng được. Chiếc ghe cũng được. Bây giờ muốn chiếc ghe hay là muốn nhà? Muốn cái ghe. Vậy là không muốn về quê rồi. Đúng không? Cái ghe bị gì mình ở đây mình sinh sống ở trên ghe. Được cái về quê thì chạy ghe đi thôi chứ. Chú Bùi Hồ quay cho cô Năm xin cô bác mình cắt cái mui lên đằng bà cháu dọn qua ở. Dạ. Chứ giờ mưa không dám tóc ra thì hai bên ghe nào cũng nước có trơn đó chú. Dạ. Ra đâu rồi dở cái này ra là cái miếng cái xu này nó hư rồi. Rồi cái mình đâu có đắp lại được đâu. Cụ ghe bển thì cũng cần nữa, một đám mưa là chìm hai ghe lượt luôn. Dạ. Mình đắp lại cái trường lên rồi đầu mình kiếm giác mình đắp vô đỡ ở cũng được. Cả nhà dùng đi em tự nhiên lắm, em ăn chút xíu nữa em dùng à. Tại vì chú không đủ chú không kêu hỏi. Để xuống dùng cơm anh quay giờ sao ăn được. Anh đồng dùng không? Chú Năm anh đồng dùng đi em cầm máy cho. Dùng phế thảo đi. Dùng đi chú. Dùng miếng phế thảo đi. Mời mẹ, mời hai cô với mời hai anh ăn cơm. Ừ. Chọn. Thôi mời hoài thì thấy nó ngại quá. Thật ra thì sáng ăn rồi. Dạ, ăn mấy cái chú. Cô Út cho một miếng rồi, cho nửa chén rồi. Dạ, có đúng dạ nửa chén à. Được rồi, bớt chấm cho. Ớt thôi. Để ăn đồ ăn nhiều hơn tí xíu chứ ăn cơm dạ nhiều. Thôi mời cô bác với anh chị dùng dạ cơm nha. Thật ra là sáng Bùi Hồ với anh Một Đồng cũng ăn rồi. Mà bây giờ là mời hoài thành thử ra là cũng sơ tội. Anh mời hoài là ngại quá. Đồng ơi, xuống dùng dạ cơm luôn nha. Anh Đồng quay. Dạ, ăn có lượng. Cho anh Đồng quay. Lát anh Đồng ăn cái anh Hồ quay. Mời cô bác quý anh chị, đây là khô cá sạc nè, đây là rau muống mới hái sáng nay.
chú ăn ăn luôn. Đây là mới làm hồi nãy. Này nước mắm nấu hôm kia. Anh ăn cá anh chấm này thử. Ok em. Cái gấp qua chân chịu lực. Nguyên cá dài. Đây. Đây. Ừ. Cô làm ăn đi. Dẻ là gì nào đó. 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 Cái này giấm nè chú Hồ. Chấm thử chú Hồ. Dạ. Dạ chấm thử anh. Ừ, cô vừa ăn rồi. Mà chấm với miếng giấm đi. Vừa ăn không cô? Vừa cô ngon. Cô chiên ngon á. Cho cô Năm thưởng thức thử. Cô Năm thưởng thức lần nữa con ơi. Cô ngon quá. Không, chú Hồ có ăn ớt được không ta? Dạ được. Ừ. Không phải không? Cái chú Hồ chấm này miếng rồi chú Hồ chấm thử chút đi. Chấm giường đi con. Dạ. Ăn thử cho biết mềm. Chấm này đây được không? Không chấm... được. Giờ này chấm này qua đây. Này chấm này chấm này luôn. Dạ, cái này là chén giấm để dành chấm khô. Này nước tương. Mắm. Mắm hả? Thì chịu bậy vậy. Chú Hồ có chấm này giấm, chấm đây. Cho anh là chấm miếng giấm đi. Thử coi. Năm cái đó dùm con. Cô vừa ăn không có mệt. Cô ngon quá. Khô này chấm thử nãy miếng coi. Dạ cho chú chấm thử đi. Khô này là nó ngon lắm. Khô nếu như mà vận chuyển đúng thời gian là nó cực kỳ ngon luôn á. Dạ khô có sạch. Nhưng mà bán lỗ hoài. Khô có sạch. Lý do là vận chuyển không đúng thời gian á. Rồi 3-4 ngày shipper nó bị delay lại lỗ hoài luôn. Rồi mời cô bác quý anh chị. Này khô có sạch bổi với chú không? Dạ. Mắc lắm cô. Mắc tiền lắm á. Mắc tiền lắm. Không ai dám ăn đâu. 100g, 200g. Tại vì 1 kg 230.000 mà có khoảng 5 con, hàng con khoảng 40-50.000. Dạ đúng rồi. Ăn hai con khô là cái trăm mấy đó. Nên là nữ đối với cô chú là ở đây á, là mấy chú tặng á thì mình dùng chứ mình mua thì dạ, nó phải hơn 2 ngày lao động của Hương á. Đắt dạ, lắm, đúng rồi. Đắt lắm. Đúng không? Dạ. Không chú dám mua ăn luôn. Chú chấm này đã vào chưa? Dạ rồi. Đúng thơm. Đây một con, hai con, ba con, bốn con. Em ăn nửa con này, anh Đồng ăn nửa con này nè. Ở miền Tây bẻ bông trúng à. Bông liễn. Bông liễn. Có bông liễn nè. Ở dưới quê phái ăn bông liễn điển chiên với cơm. Cô Út nấu rất là hay nha, cô bác không chị? Tại cái cọng rau muống này nè. Ở trên cái vòng sông ô nhiễm này nó nhiễm chi rất là nặng. Thì cô Út đã luộc sơ qua xong bỏ nước đó, cô Út mới xào lại. Thành nữ nó cũng đủ độ an toàn á. Chứ ở trên dòng sông như thế này nó nhiễm chi nặng lắm. Nên cô Út phải luộc lại. Dạ, luộc lại chân. Đây. Cô Út kỹ á, cô Út ăn cô kỹ. Ở đây nó chung qua nè. Cô ông xã, cô Út làm cái gì? Chị thôi lâu lắm rồi. Dạ hả? Dạ. Cô Út là năm nay nhiêu rồi? 1980 rồi. 44 tuổi. 44 tuổi. Cô có con không? Dạ có. Mấy người con cô? Hai thằng con trai ở bển với bà ngoại á. Ừ. Chú của chị cũng đi làm á mà cái công ty nó giờ nó công nhân nó ra sa thải quá. Thôi bao nhiêu năm rồi cô? Thôi chắc cũng 10 năm rồi. 10 năm rồi. Rồi ba có quay lại không? Ba có vợ khác rồi, ba nó giờ có vợ có hai đứa con à. Cô có muốn bước thêm bước nữa không? Con làm ai cho? Làm ai đi chú Hồng? Được không? Được. Cô Út, cô của Hương là năm nay 44 tuổi. Vẫn đang là phòng không gói chiếc nha cô bác quý anh chị. Có cần thì liên hệ với Bùi Hồ. Nhớ là đem theo con gà, con dập hay là con heo quay á. Hãy nói chuyện. Rồi gặp cô Út, Bùi Hồ cho số điện thoại của cô Út sao? Đâu giờ bước thêm bước nữa về quánh cho nông mắt. Nhưng mà ngày xưa là gian dở là sao cô? Ảnh này cũng đi phụ hồ á. Đi làm hồ ở bên bên công trình luôn. Cũng 1 tháng hay là 2 tuần mới về với chị một lần. Rồi ở bên đó là đi ăn đi nhậu với ông chủ á. Dẫn đi ăn. Trong cai đồ á. Dạ đúng rồi. Rồi nói chung là quen người khác luôn. Dạ. Quen người khác rồi bỏ mẹ con gì. Ở trong cái xóm của cô Út nè, là cô Út bây giờ là cũng chia tay với chồng. Thế thì ăn chật quen rồi. Hồi đó giờ ăn chật là khắp miền Tây, 13 tỉnh miền Tây là chỗ nào có ăn chật được hết á. Dạ. Hồi sớm là tính ăn nửa chén thôi, bây giờ ăn ngon quá làm thêm chén nữa.
gì? Hào cơm dán chịu nha, ai biểu mời con chi. Gạo nhiều lắm. Nếu là nghe câu chuyện của cô Út á, thằng nữ là thấy cũng một mình cô là phải nuôi hai con, mà bây giờ cô làm gì phải nuôi hai cháu đâu? Chị cũng thất nghiệp mấy tháng nay rồi, chị về đây chị ở ngoại nè. Lúc trước chị cũng làm ở trên Bình Dương á, chị làm ở trong công ty đó như cắt chỉ á, mai á, chị làm không cắt chỉ á, rồi tới giờ người ta cũng như cho công nhân nghỉ hết, người ta lựa lại á, rồi không có việc làm chị mới về đây ở với ngoại này. Khô này chú ở với ngoại là nhà gì ngon quá mẹ chị, vừa ăn thiệt luôn. Dạ. Khỏi mặn mặn với hai đứa nhỏ. Dạ. Dễ ngon quá. Ngon không cô Năm? Ngon. Làm sao mà vừa không mặn không. Nói cho thật tâm nha. Tâm thiệt chứ, ngon thiệt. Nãy giờ cô Năm đâu có chấm cái đó đâu. Vừa ăn quá chừng luôn. Nãy nó mặn thôi thì mình chấm trứng giấm vô cho nó vừa ăn. Mà này ngon quá trời ngon, muốn cho hay được. Cho cô Năm. Cho cô Năm muốn chén một miếng lạc, miếng ngọt, miếng mặn. Dạ. Nhưng mà vừa ăn cái lần khô tâm Hương, Hương em ăn hai con này lẫn mơ đi lên xe về miền Tây em có bị say xe không? Dạ không. Ở dưới ghe quen rồi đâu có bị say xe đâu. Em ăn chén hai chén là anh Đồng ăn ba chén đó. Anh Đồng làm gì làm đi. Nhà chén à? Đúng không? Ai xuống vậy? Chú Mãi. Chưa mà. Quay cô báo với anh chị nó quay YouTube kiểu này nó không có tốn tiền, sáng tốn tiền đi xe là ở đây là khỏi tốn tiền cơm đó đó. Rồi cảm ơn cô bác với anh chị. Còn nhà cơm có anh Xanh gọi Bùi Hò á, mình tắt clip để em nuốt cơm anh Đồng ơi. Không đấy, anh mua dưới đây rồi mình mua hỏi cô kia mấy người chống bệnh á, có đi khám cho cái bệnh lý bệnh án để mà anh gửi một chuyện. Có đi khám gì chưa cô Tư? Chú á? Lúc ổng bị tai biến thì có đưa đi vô bệnh viện tới giờ. Cho con lâu chưa? Lâu rồi cũng biết mấy tháng nữa, cũng lâu rồi đó chú, hơi lâu rồi. Nhưng mà nếu được là cái vấn đề mà cái phương tiện đi lại ở đây thì nhờ bên người đó ta phải liên hệ với một cái giáo hội lên đồ, ta có tính pháp lý để điều trị cái bệnh này. Dạ. Thế không cho mọi em. Thì cái vấn đề đưa đi cho nó tặng mà đó. Dạ đúng rồi, phải đưa đi mới được. Bên đó chắc không biết á. Có lẽ là nếu được hợp mà. Nhưng mà thực tế phương tiện mà để mà thì có thể em kết nối không, hay là thầy đó nếu có điều kiện thì kết nối ngay. Nếu tới chiều mới ăn cơm rồi quen. Sáng ăn. Dạ. Rồi có gì em sẽ liên hệ với anh. Dạ. Nếu em hỏi mà có cái giấy á, có cái em chụp hình em gửi qua cho. Dạ. Đây là mạnh quên đứng. Cái sáng mạnh ông bà. Ok anh. Dạ chào anh. Không được đâu. À chợ. Rồi vậy là hết hai chén cơm nha. Mời con chén con ăn hai chén hết luôn đó. Ăn lẹ quá. Con ăn có miếng một rồi là chén luôn. Hai chén đi rồi nào. Ăn chén nữa đi chú. Dạ thôi thì bây giờ chắc có lẽ là nhiệm vụ ai người đó làm. Tới ăn cơm là của anh Đồng. Vừa hồi cũng ăn xong rồi đó. Thật ra là cơm rất là ngon. Cô bác anh chị. Cảm ơn cô Tư, cô Năm. Với lại cô Út. Cô Út là làm trong thùng. Rồi, bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh Đồng dùng cơm ha. Cho chú Đồng dùng 2 chén, 3 chén.